Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn duyên khởi như thế rất sâu xa, rất vi diệu, đó là các đại Bồ Tát, chẳng phải dùng sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải lìa sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải dùng hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải lìa hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do đó, các đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu tâm đã diệt, có thể sanh lại chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu tâm đã sinh, thì có phép diệt chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, đúng vậy, bạch thiện thệ, đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Có tâm diệt pháp, chẳng phải nên diệt chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Tâm trụ là như, tâm là chân như chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, đúng vậy, bạch thiện thệ, đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông, thì sao tâm an trụ như chân như, là như thật tế chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao chân như thật tế là sâu xa chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, đúng vậy, bạch thiện thệ, đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao chính chân như là tâm chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Lìa chân như có tâm chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chính tâm là chân như chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao, lìa tâm có chân như chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao, chân như thấy chân như chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không.